Hôm nay chúng ta sẽ học về bệnh ra và disease theo ABC, sinh lý bệnh theo ABC. Bệnh ra và disease hay còn gọi là bệnh Bastedo. Theo bài làm của 4 người mà chúng tôi tổng hợp được ở đây, thì chúng tôi sẽ làm cái video này ngắn gọn nhất để học xong cái bài cường giáp trong vòng một nốt nhạc. Thứ nhất về etiology hay còn gọi là bệnh căn, đó là genetic, tức là di truyền hoặc là yếu tố môi trường, có thể là do nhiễm vi trùng hoặc virus, cũng có thể là do stress. Có nghĩa là một cái người bị bệnh cường giáp có thể có nửa cuộc đời đầu rất là bình thản, rồi sau đó vì một lý do gì trong các lý do này thì người đó bị cường giáp. Về pathogenesis của nó là ta biết rằng khi chúng ta bị bệnh Bastedo thì các cơ thể sẽ tạo ra các kháng thể mà người ta gọi nó là thyroid stimulating immunoglobulin. Nó sẽ kết hợp với các thụ thể của thyrotropin và nó sẽ bài tiết ra các cái T4 và T3. Theo cái bài của Joachim Huy thì ta thêm cái ý nữa, đó là cái sự sản sinh ra các IgG tự kháng thể, nó sẽ chống lại các cái thụ thể thyrotoxin, tức là nó tác động trực tiếp lên đó để chống lại. Phần sinh lý bệnh của bạn Văn Cường thì giải thích về có một cái sơ đồ rất là đơn giản để giải thích về cái sinh lý bệnh. Ở đây chúng ta theo tiếp cái sinh lý bệnh của phần của Văn Trâm, đó là từ cái hai production của T3 T4 sẽ dẫn tới các triệu chứng của cường giáp gồm có bú cổ, mắc lồi, mạch nhanh và rung tay. Ở đây ta nhớ được vì sao bị bú cổ, vì sao bị mắc lồi, vì sao bị mạch nhanh, vì sao bị rung tay, thì ta nắm xong hoàn toàn cái bài Bastedo. Ở đây các cái thuật ngữ của tiếng Anh mà bạn cho Kim Huy bổ sung cho chúng ta, đó là hyperthyroidism, diffuse goiter, exophthalmos, tremor, tachycardia. Ta cần bổ sung lại sơ đồ dễ học của bạn Quang Cường. Đây là cái sơ đồ của Văn Cường giúp cho chúng ta dễ học hơn phần sinh lý bệnh. Đó là dopamine, somatostatin. Ta biết rằng somatostatin là một cái chất được tiết ra từ cái tuyến tụy. Hoặc một cái chất TH sẽ tác động lên tuyến yên, sẽ kích thích cái mô thì trước của tuyến yên để tiết TSH. TSH là viết tắt của chữ thyroid stimulating hormone. Sau đó sẽ tác động lên tuyến giáp để phóng thích ra rất là nhiều T3, T4. Và vì lý do miễn dịch cho nên với những cái pathogenesis mà ta giải thích đã dẫn tới các cái tình trạng là phóng thích rất nhiều T3, T4 vào ngoại biên để gây nên các cái triệu chứng bú cổ, mắc lồi, tay rung và mạch nhanh. Chúng ta xin hết ở đây.